Dear Bhagwan, we are all very sad that you are not here with us anymore. You have been a great grandma to me and a great mother to your children. It will take a very long time for all of us to grieve. I haven't really gotten the chance to visit you that often. Now, we don't have that chance anymore. I know that you are a loving grandma and mom. You will always be in everybody's hearts and memories. I am proud to be your grandson and for you to be my grandma. We will all miss you very much. From your grandson, Cụ Tiên. Cụ Tiên muốn trích bài văn của Cụ Tiên dịch qua tiếng Việt là gia đình con rất đau buồn khi bà ngoại không còn ở đây với tụi con nữa. Bà ngoại là một người bà tuyệt vời đối với con và cũng là một người mẹ vĩ đại đối với các con của bà ngoại. Rồi sẽ mất một thời gian rất là dài để cho nỗi đau buồn nó vơi đi. Con đã không có nhiều cơ hội để về thăm ngoại thường xuyên và bây giờ thì không còn cơ hội nào nữa. Con biết ngoại là một người mẹ, người bà có lòng yêu thương. Ngoại sẽ luôn ở trong trái tim và ký ức của mọi người. Con rất tự hào là cháu của ngoại và ngoại là ngoại của con. Gia đình con sẽ nhớ ngoại rất nhiều. Cháu trai của ngoại, Cụ Tiếng.